À, động đất rồi. Xung quanh bây giờ toàn là nhà. Nếu chúng ma đổ thì thật nguy hiểm. Hãy nhanh chạy tới chỗ nào còn trống đi. Phía trước nguy hiểm quá, hãy tránh sang bên phải nhanh nào. Hãy tránh sang bên trái nào. Đợi đội cứu trợ tại chỗ nào trống đi. Có động đất, phải làm sao đây? Mẹ tớ dạy rằng khi động đất thì đừng quá hoảng hốt mà hãy bình tĩnh, lấy chiếc túi ứng cứu động đất ra rồi nấp vào một nơi an toàn. Tớ phải nấp ở đâu bây giờ? Phải nấp dưới gầm một chiếc bàn chắc chắn để không bị những đồ vật rơi xuống đập vào người. Có chỗ nào khác không nhỉ? Phải nấp dưới gầm giường và nắm chặt lấy chân giường thì sẽ an toàn. Có chỗ nào khác không nhỉ? Phòng tắm có vẻ an toàn vì nó khó bị đổ lắm. Đều đúng rồi, nếu nấp ở dưới gầm bàn, dưới gầm giường hay trong nhà tắm thì sẽ an toàn. Bạn giỏi quá. Ôi, có chuyện lớn rồi, mất điện rồi, hãy bật đèn pin lên nhanh nào. Có động đất xảy ra rồi, hãy bình tĩnh giữ sức. Đội cứu hộ sẽ đến chỗ chúng ta ngay bây giờ. Trước tiên, phải mặc quần áo bảo hộ. Mũi bảo hộ giúp bảo vệ đầu của chúng ta. Nếu đeo mặt nạ chống bụi thì sẽ ngăn không hít phải bụi bẩn. Găng tay chống trượt sẽ bảo vệ tay của chúng ta khỏi bị thương. Tớ bị thương rồi. Tớ bị... Trong chiếc túi sơ cứu có những thứ cần thiết để điều trị vết thương. Cơ thể sẽ trở nên ấm
nếu được đắp chăn giữ nhiệt. Có ai ở đó không? Hình như có ai đó đến cứu rồi. Phải thổi còi thật to để báo cho họ biết rằng mình đang ở đây. Hãy bình tĩnh, tôi sẽ cứu bạn ra khỏi đây. Hãy đưa cho tôi thẻ liên lạc khẩn cấp. Tôi sẽ liên lạc cho bố mẹ bạn. Vâng. Nếu bạn mang thẻ liên lạc khẩn cấp bên mình, thì tôi sẽ có thể tìm được bố mẹ cho bạn. Yeah! Yeah! Wow, ở siêu thị có nhiều đồ thật. Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Ôi, động đất, hãy nấp nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con phải làm sao đây? Có thể giúp tớ lánh vào một nơi an toàn không? Nếu nấp gần, dù bộ nàng có kích thước lớn, thì có thể sẽ bị nó đè vào người. Còn có nơi nào khác không nhỉ? Cũng sẽ an toàn nếu ta nấp cạnh một cái bàn thu ngân vững chắc. Còn có nơi nào khác không nhỉ? Việc nấp cạnh một cái cột cũng là một sự lựa chọn an toàn. Tất cả đều đúng rồi, nên ta nấp cạnh ở bàn thu ngân vững chắc hay ở cạnh một cái cột lúc ở trong siêu thị. Bạn thật là giỏi. Mất điện rồi, cầm lấy đèn pin nào. Phải xem ta có làm được gì không. Hãy thử tìm xem có vật nào giúp ích cho ta được không. Khăn, nước, gối. Kèn, bánh mì. Wow, bật đèn pin lên là ta có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Hiện tại không có cách nào khác ngoài chờ đội cứu hộ tới. Ta phải tìm xem có vật nào có thể bảo vệ đầu cho ta không. Hết phải dùng gối để bảo vệ đầu. Phải tìm cái gì có thể bịt được mũi. Yeah! Phải lấy khăn tay bịt mũi lại để không bị hít quá nhiều bụi. Ôi khát quá. Nếu uống nước thì sẽ hết cơn khát. Đói bụng. Ôi tốt quá, lại có thêm sức rồi. Có ai ở đó không? Tớ nghe thấy tiếng của đội cứu hộ rồi. Phải nhanh thổi kèn để báo cho họ biết mình đang ở đây mới được. Có. Hóa ra là ở đây. Tôi sẽ cứu các bạn này. Kiki ơi, mẹ đang đợi bạn đó. Thật á? Mẹ ơi, Kiki ơi, không sao chứ? Đừng lo, tớ sẽ tự bảo vệ mình khỏi cơn động đất. Buổi học bắt đầu nào. Vâng. Ôi, hình như là động đất đấy. Chúng ta phải làm sao đây? Trước tiên là mở cửa phòng học, rồi nấp vào một nơi an toàn. Hãy giúp mọi người tránh vào một nơi an toàn.
dưới bàn học thì có thể tránh được các vật ở trên rơi xuống đập vào người. Có chỗ nào khác không nhỉ? Bên cạnh bàn giáo viên có bục hình tam giác và chỗ đó tương đối an toàn. Có chỗ nào khác không nhỉ? Có chỗ nào khác không nhỉ? Đúng rồi, hãy nấp ở dưới bàn học hoặc ở bàn giáo viên trong lớp. Động đất tạm ngưng rồi, tất cả hãy lần lượt chạy nhanh ra sân vận động nào. Vâng. Hãy xếp thành một hàng. Các bạn hãy bình tĩnh và làm theo tôi. Dẫn tất cả đi về phía cửa thoát hiểm. Hãy nhanh nhanh đi khỏi nơi này cùng chúng tôi. Chân thành cảm ơn. Đừng hoảng sợ, hãy đi cùng chúng tôi. Cảm ơn. Sân vận động khá an toàn so với những chỗ khác. Hãy cúi thấp người xuống và dùng cặp sách để bảo vệ đầu. Vâng.